Thông tin tiểu sử ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh sinh ngày 19 tháng 12 năm 1981 tại tỉnh Quảng Ninh. Nguyễn Ngọc Anh là ca sĩ được rất nhiều khán giả yêu mến sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Sau cuộc thi, cô chính thức bước vào làng giải trí là một ca sĩ chuyên nghiệp. Cấp 2 là học sinh trường trung học cơ sở Bãi Cháy. Cấp 3 là học sinh chuyên Anh trường chuyên Hạ Long. Tốt nghiệp trường Cao đẳng VSNT quân đội. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa khoa Văn hóa học. Cô từng là giảng viên trường CDVSNT và Du lịch Hạ Long. Cô từng kết hôn và có một cô con gái. Hiện hai vợ chồng cô không còn chung sống với nhau. Các thành tích cô đạt được: Giải thưởng họa mi vàng nhiều năm, huy chương vàng Festival Thiếu nhi quốc tế tại Quý Châu, Trung Quốc năm 1999 huy chương vàng giọng hát trung học phổ thông toàn quốc, năm 2001 giải ba giọng hát trẻ. Hà Nội năm 2003 giải nhì giọng hát hay Hà Nội giải nhì sao mai 2005 dòng nhạc nhẹ top 5 đêm. Chung kết sao mai điểm hẹn 2006 các album thành công của cô. Album mùa thu Nguyễn Ngọc Anh album anh em và đêm mưa nay thần ly Nguyễn Ngọc Anh album người em yêu mãi single. Nguyễn Ngọc Anh album Đóa hoa nở muộn Nguyễn Ngọc Anh album Thế giới tuyệt vời Nguyễn Ngọc Anh FB Nguyên Ngọc Anh Ginger